Đây là một trong những vụ kiểm tra và xử phạt đối với dạng xe hợp đồng không phù hiệu của lực lượng thanh tra giao thông quận Hoàng Mai. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là xe đám cưới vì đầu xe có dán chữ song hỷ. Tuy nhiên, dù hoạt động trái hình dưới nhiều hình thức nhưng đã bị các lực lượng chức năng phát hiện. Đây là xe khách, xe vận chuyển khách và đăng ký kinh doanh là vận chuyển khách theo hợp đồng, loại xe 29 chỗ. Trước đầu xe người ta có đeo biển là xe phục vụ đám cưới, nhưng qua kiểm tra thực tế thì không phải. Bởi vì trong cái danh sách hành khách của người ta là có 23 người, nhưng thực tế kiểm đếm ở trong trên xe có chỉ có 11 người. Đây là một hình thức là kinh doanh trá hình. Không chỉ ở những tuyến đường khu vực xa trung tâm, xe hợp đồng không phù hiệu hoạt động dưới danh nghĩa xe du lịch vào cả khu vực trung tâm của thành phố để đón khách, gây bức xúc trong giới kinh doanh vận tải bởi sự cạnh tranh không lành mạnh. Xe 16 chỗ, xe 9 chỗ, 7 chỗ rất nhiều luôn. Không có phù hiệu gì, không có tem tuyến gì. Quá nhiều anh ạ. Nó ảnh hưởng chúng em quá nhiều. Hàng loạt xe hợp đồng hoạt động dưới danh nghĩa xe du lịch, đám ma, đám cưới, hàng ngày dừng đỗ đón trả khách trên nhiều tuyến phố của thủ đô đã gia tăng sức ép lên hạ tầng giao thông vốn luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, xử lý triệt để được loại hình này lại rất khó khăn. Cái tình trạng các cái xe hợp đồng mà trái hình không có phù hiệu nó cũng rất là khó khăn đối với chức năng, vì các trường hợp xe thứ nhất là hợp đồng đầy đủ và giấy hành khách thì lực lượng chức năng cũng bằng các biện pháp là ghi hình, xử lý bằng camera phạt nguội và đón trả khách, đội 06 bố trí lực lượng thường phục ghi hình thì mới xử lý triệt để được các trường hợp vi phạm. Cùng với đó là các vi phạm thì luôn luôn là tránh né lực lượng chức năng, rất khó trong công tác xử lý liên tục đối với lực lượng làm ngoài đường. Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra xử lý xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không gắn phù hiệu, không gắn thiết bị giám sát hành trình. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận huyện, thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.